chết khi đẻ. Cô nghi ngờ loại thuốc này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái đó sao? Vâng, em nghĩ thế. Họ đã tìm thấy rất nhiều vỏ thuốc này và một vỉ dở trong phòng cô ta. Theo em đoán thì độc tố của loại thuốc này là yếu tố gián tiếp khiến cô ta tử vong sau khi bị sốc rượu. Cái này, theo tôi nghĩ, phải thí nghiệm thật kỹ mới có thể đưa ra kết luận được. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ kiểm chứng điều này trên chuột bạch. Loại thuốc này độc thế nào sẽ sớm biết được ngay thôi. Chuyển thành dung dịch lỏng thế này sẽ thấy kết quả nhanh hơn. Anh tiêm cho chúng đi. Anh Thái, con này có cái hạch ở nách, nó bị bệnh rồi, phải loại con này đi. Sao anh còn tiêm thuốc làm gì? Ừ nhỉ, tôi không để ý. Vậy cô bỏ nó ra ngoài đi. Đằng nào con chuột này cũng bị tiêm thuốc rồi, tôi muốn để nó lại đây theo dõi thêm. Đấy, anh thấy chưa? Những con chuột sắp chết cả rồi, chứng tỏ loại thuốc ấy độc tố rất cao. Vậy là chúng ta đã có kết quả. Cô gái ấy chính xác bị độc tố của thuốc, cộng thêm xúc tác của rượu mạnh, nên mới tử vong nhanh như vậy. Còn con chuột bị khối u ở nách, nó sao rồi nhỉ? Anh Thái, nó bỏ ăn rồi. Mà cái hạch to lên khiếp quá. Chắc nó sắp chết rồi. Tôi đoán nó mắc bệnh hạch di truyền, sinh ra bán nước. Em cũng nghĩ thế. Có lẽ nó chết thật rồi. Để tôi phẫu thuật xem cái hạch ấy thế nào. Hả? Nó chưa chết. Hả? Nó làm gì thế nhỉ? Nó đang cố cắn đứt khối u đó. Anh Thái, em không thể tin vào mắt mình nữa. Sao một con chuột bé nhỏ lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế? Thật phục tinh thần thép và khát vọng sống mãnh liệt của nó. Hãy để cho nó sống thêm được phút nào hay phút đấy, vì nó đã chiến đấu hết mình mà. Không biết con chuột mắc bệnh kia sao rồi nhỉ? Em nghĩ là nó chết rồi. Anh Thái, anh mau lại đây đi. Có chuyện gì thế? Nó sao rồi? Thật kỳ diệu, giờ thì em đã hiểu tại sao nó lại có sức chiến đấu phi thường đến thế. Thế là nó đã ra đi. Nó đã chiến đấu hết mình với bệnh tật để nuôi con cho đến ngày 21, ngày mà chuột con dứt sữa. Quả bầu chúa. Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có hai anh em, cha mẹ mất sớm. Em trai này, người ta bảo lao động là vinh quang, gia sản cha mẹ để lại, anh nhường em mảnh đất để em lao động. Còn anh xin nhận ngôi nhà. Trời ơi, mảnh đất khô cằn ấy sao mà trồng trọt được? Có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà em. Cố lên em trai. Thôi biết làm sao được, ở hiền gặp lành, mình cứ chăm chỉ làm việc, biết đâu. Thưa ông, một xu này thì mua được mấy bao hạt lúa giống ạ? Mấy bao hả? Cút ngay không, ta cho bao cát vào mặt bây giờ. Một xu mà đòi mua hạt giống à? Con cần gì con trai? Cụ ơi, con rất muốn mua cho cụ một cái gì đó, nhưng con chỉ có ngần này tiền. Một xu là đủ con trai, ta bán cho con một hạt giống may mắn. Hãy chăm chỉ làm việc, điều tốt lành sẽ đến với con. Hạt giống may mắn sao? Người em gieo hạt giống xuống mảnh đất cha mẹ để lại và chờ đợi một điều may mắn đến với mình. Thế mà xuân qua hạ tới thu sang, không một lá mầm nào vươn lên mặt đất. Hạt giống vẫn ngủ yên trong đất như thể nó chưa từng tồn tại. Người em vẫn không thôi hy vọng.
Và rồi, khi mùa xuân đến, từ hạt giống tưởng chừng đã ngủ quên, một lá mầm vươn khỏi mặt đất và lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu, một dây bầu đã lan nhanh và phủ kín mảnh đất. Ôi chao, loài bầu gì mà lớn nhanh đến thế? Kỳ lạ chưa? Mới hôm qua chưa thấy gì mà. Dù người em chăm sóc đến đâu, cây bầu cứ lớn mãi, bà chẳng thấy đậu quả. Cây có lớn mà không có quả, không biết điều lành hay điều dữ đây. Sao lại là điều dữ được nhỉ? Từ mảnh đất khô cằn thế này, mày vẫn vươn lên, mày đã rất cố gắng rồi, phải không? Trời ơi, kỳ lạ quá. Quả bầu lớn mãi như không muốn ngưng. Từ xưa đến nay, người ta chưa trông thấy quả bầu nào to đến thế. Ai cũng gọi quả bầu ấy là quả bầu chúa. Loa 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 loa, mời bà con cô bác gần xa ra nghe thông báo. Nhà vua mở tiệc mừng thọ, một bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay. Mời bà con cô bác làng trên xóm dưới đến dự. Các ông các bà ơi, về chuẩn bị lễ vật đi mừng thọ nhà vua thôi. Nhà tôi có một tranh tứ bình, nhanh về chuẩn bị đi bà con ơi. Mình biết lấy gì mừng thọ nhà vua đây? À, quả bầu này tự tay mình chăm sóc, trải qua bao mưa nắng mà lớn lên. Tuy quê mùa nhưng là một tấm lòng thơm thảo, mình sẽ dâng biếu nhà vua. Thưa nhà vua, tôi dâng biếu nhà vua quả bầu chúa. Chúc nhà vua sống lâu trăm tuổi. Quả bầu kỳ vậy, của ngon vật lạ trên đời ta thấy đã nhiều, nhưng quả bầu to như vậy ta chưa từng thấy. Ngươi trồng bằng loại hạt giống nào mà to vậy? Hay ngươi gặp may nên trồng được một quả bầu to như thế? Dạ, đúng là con gặp may ạ. Con được một cụ bà bán cho một hạt giống may mắn. Con gieo trồng chăm sóc mãi mới được một quả bầu. Không ngờ nó to thế này. Chắc chắn đây là một quả bầu may mắn. Con muốn tặng may mắn ấy cho nhà vua. Ta xin nhận tấm lòng của ngươi để cảm ơn. Ta ban cho ngươi vàng bạc, trâu bò và đồng ruộng. Ngươi cứ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống sẽ sung túc hơn. Dạ, con cảm ơn nhà vua. Không thể tin nổi, em ta chỉ biếu nhà vua một quả bầu quê mùa mà được ban thưởng bao nhiêu vàng bạc, trâu bò, ruộng đất thế này. Nếu ta bán ngôi nhà cha mẹ để lại để mua những của ngon vật lạ đem dâng biếu, chắc nhà vua sẽ cho thưởng hậu hĩnh nhiều hơn. Ta thật cảm ơn tấm lòng của ngươi, không biết ta nên thưởng gì cho xứng đáng. À, có lẽ tốt nhất là thưởng cho ngươi một thứ quý hiếm nhất trên đời. Quý hiếm nhất trên đời sao? Hầu đâu, mang ra cho ta quả bầu chúa để đem thưởng cho người này. Hả? Gì cơ? Xin chúc mừng anh. Trời ơi, nhà cửa, của cải bán sạch rồi, giờ chỉ có quả bầu này. Mình biết làm gì với quả bầu quê mùa này đây? Trời ơi là trời. Cốc kiện trời. Đã mấy năm nay không có mưa rồi, sao ông trời lại quên làm mưa thế này? Tôi khát qua rồi, không thể để thế này được. Tôi phải lên trời kiện mới được. Cậu Cốc ơi, đã bao người lên đó nhưng có ai gặp được Ngọc Hoàng đâu. Đúng vậy, chỉ vô ích thôi. Được hay không tôi vẫn đi. Phải lên tận nơi hỏi cho ra lẽ. Chuyến này cậu đi lành ít dữ nhiều, chúng tôi không giúp cậu được. Cậu cố gắng đi sớm về sớm. Chúng tôi chờ tin cậu. Cậu nhỏ bé thế này chúng tôi lo lắm. Các bác và anh chị cứ yên tâm, chuyến này tôi đi sẽ tất thắng trở về. Tôi đi đây. Trời ơi, anh cua, anh tỉnh lại đi, anh sao thế? Anh Cốc hả? Tôi không sống nổi nữa. Nắng nóng khô cạn cả hồ nước, tôi sắp bị nướng chín rồi. Anh đừng có nói vậy, hãy chờ tôi. Tôi đang lên trời kiện thiên lôi đây. Ồ, anh lên kiện trời sao? Cho tôi đi với. Anh yếu quá, ở nhà chờ tôi. Anh không, tôi đi được. Tôi phải gặp được Ngọc Hoàng. Hai người đi vẫn hơn. Được, vậy chúng ta cùng đi. Nồng quá, đã
cổng trời không? Mấy cháu hỏi đường tới đó làm gì? Cổng trời tận cuối canh rừng cơ. Chúng cháu định lên tìm Ngọc Hoàng để kiện Thiên Lôi. Chúng cháu sắp chết khát cả rồi. Các người bé tí mà to gan quá. Dám lên kiện Ngọc Hoàng ư? Dẹp ý đó đi. Không được. Dù sao ở đây cũng chỉ chờ chết mà thôi. Chúng tôi phải đi. Cô nói đúng. Đằng nào cũng chết. Chúng ta đi cùng nhau đi. Đông vẫn hơn. Cô đã nói vậy. Chúng ta cùng đi. Đồ cáo ăn cướp kia. Mình đã khô hết rồi mà anh vẫn phá tổ của tôi ư? Tôi cho anh biết tay. Đừng. Tại tôi khát quá. Đừng đốt tôi. Sao thế này? Vẫn còn sức chạy sao? Tôi xin lỗi bác gấu. Tôi vì khát mà lỡ trộm tổ của ông lấy mật. Nhưng có được gì đâu. Vẫn từ chối. Nắng như vậy mật cũng khô cả rồi mà anh còn dám phá nhà tôi. Tôi không thể tha thứ. Bình tĩnh nào. Ai cũng vì nắng khát mà vậy thôi. Chúng tôi cũng có khá hơn hai người đâu mà cãi nhau. Chúng tôi đang tính lên kiện trời đây. Các anh chị có đi cùng chúng tôi không? Kiện trời ư? Hay đó. Cho chúng tôi đi cùng đi. Vậy chúng ta đi. Quyết kiện trời. Ngọc Hoàng có ở trong đó không? Chúng tôi tới đây muốn gặp ngài ấy. Các ngươi là ai mà dám tới gặp Ngọc Hoàng? Mau biến đi, không thiên binh đánh cho bây giờ. Phải làm sao đây? Tôi đã gặp rất nhiều người bảo lên trời rồi. Tất cả đều quay về. Họ đều bảo ngài ấy không muốn gặp ai. Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta có khi nên về thì hơn. Lại còn quan quân ngăn cản nữa. Chưa vào tới nơi đều chết cả rồi. Vậy chúng ta phải dừng mưu. Các anh hãy làm thế này. Thế này. Đứa nào làm loạn ngoài đó? Dạ, bẩm là một con cóc xấu xí hôi hám đòi gặp Ngọc Hoàng. Mau đuổi nó đi, làm mất cả giấc ngủ của ta. Vâng. Trời, cóc bé tí thế này mà to gan đây. Nhưng bây giờ đua xử nó thì không đáng. Gà đâu, mau mổ chết con cóc kia đi. Không dễ thấy đâu. Sao thế này? Đó đâu? Cắn chết con gáo láo xược kia cho ta. Dám cắn chết gà của thiên đình ư? Chết tôi. Dám đánh bạc ta sao? Mơ đi. Lỗ thối tha kia. Dám tát chết chó nhà trời ư? Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Thiên Lôi hống hách đáng chết. Lại đây. Ta sẽ cho ngươi ném mùi. Chưa hết đâu. Xem ta đây. Đau quá. Dám đánh chúng ta sao? Tôi chán sống rồi. Mở buông ta ra. Cứu ơi. Ta phải báo Ngọc Hoàng. Các ngươi dám làm loạn chốn thiên đình. Các ngươi chờ đó. Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Sao ngươi lại như thế này? Cả bầy to gan kia. Các ngươi dám tới quấy rối nơi thiên đình tôn nghiêm này. Các ngươi đáng tội chết. Bẩm Ngọc Hoàng, chúng tôi tới đây đã không còn sợ chết. Nhưng trước khi chết, chúng tôi muốn kiện ông. Kiện ta? Cả đám hôi thối các ngươi dám làm càn mà còn mở miệng kiện ta. Bẩm Ngọc Hoàng, người là bậc cao quý được chúng tôi tôn quý để cai quản trời đất muôn thú và điều hòa mưa nắng. Nhưng đã bao năm nay ông không cho mưa xuống, chúng tôi ở dưới đó cũng chỉ có chết mà thôi. Vậy chúng tôi có gì để sợ ngài? Ngài làm sao có thể là bậc tôn kính trong trời đất nữa? Chuyện này có đúng không? Dạ thưa, chúng thần có tội. Ta thật sự có lỗi. Một ngày trên này bằng cả năm dưới hạ giới. Ta vì tắc trách mà đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Các ngươi hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Được, chúng ta tin lời ngài. Nếu như sau này có tắc trách sao nhãn, thì cốc hãy nhắc nhở ta. Chỉ cần nhà ngươi nghiến răng, ta lập tức cho mưa xuống. Tạ Ngọc Hoàng, các ngươi mau về đi. Lần sau đừng làm náo loạn thiên đình như vậy. Chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Con cóc là cậu ông trời. Hãy
Lấy vợ cốc. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng nọ có vợ chồng nhà phú ông hiếm muộn, mãi đến khi luống tuổi người vợ mới có mang. Thế nhưng kỳ lạ thay, đến ngày trở dạ thì người vợ lại sanh ra một con cốc. Trời ơi là trời, tại sao chứ? Ơi, nhà con làm gì có tội chứ? Sao ông trời không cho con được một đứa con bình thường mà lại sinh ra một con cốc chứ? Thôi, bà bảo ném con cốc này ra ngoài ruộng đi. Nhớ đừng để lộ cho ai biết việc vợ ta đã sinh ra một con cốc. Dạ thưa ông. Cha ơi, xin đừng vứt con đi. Mai kia con lớn, con cũng biết làm được việc nhà đỡ cho cha mẹ mà. Nghe cốc nói thế, cha mẹ đỡ tủi lòng và càng thương cốc nhiều hơn. Họ quyết định giữ lại nuôi nấng. Trong vùng ấy, có một người học trò mồ côi, nhà nghèo nhưng rất có chí. Một buổi khi tan học, anh đi qua ruộng lúa nhà phú ông, ngắt một bông để cắn trắc cho vui mồm. Bỗng có tiếng nói trong trẻo cất lên. Anh Đờ ơi, không được ngắt lúa nhà em. Là tiếng ai đang nói vậy? Ai vậy? Là cốc vừa nói sao? Dạ vâng, chính là em. Xin anh đừng ngắt lúa nhà của em nữa. Sao cốc lại biết nói chứ? Em là con gái nhà ông bà Phú Hộ. Em ở đây canh đồng cho cha mẹ. Nhìn bộ dạng em như vậy, chàng có chê cười em không? Sao ta lại chê cười nàng chứ? Giọng nói của nàng nghe thật êm. Từ nay nếu nàng không phiền, hằng ngày ta có thể qua đây trò chuyện cùng nàng không? Dạ vâng ạ, tất nhiên là được. Từ đấy, ngày ngày qua ruộng lúa, anh Đồ lại dừng lại trò chuyện, tâm sự cùng với cốc. Bất kể trời mưa hay nắng, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Dần dần, anh học trò đem lòng yêu cô cốc lúc nào không hay. Cậu ta lấy vợ cốc về chắc hạnh phúc phải biết. Con cốc là cậu ông trời đó, cậu ta lấy được cậu ông trời đó, chắc cậu ta suốt ngày được nghe tiếng cốc kêu vui tai lắm đây. Này, tôi lấy làm thắc mắc, cậu ta lấy một con cốc về thì nâng khăn sửa túi cho cậu ta như thế nào nhỉ? Này, tôi có trò này vui lắm. Các bạn cùng trường thấy anh học trò lấy vợ cốc thì chê cười khinh bỉ, họ quyết làm cho anh bẻ mặt vì vợ một phen. Ngày xưa có tục lệ, học trò coi thầy như cha, nên sắp đến ngày giỗ mẹ thầy, họ đề ra cái lệ, tất cả học trò đã có vợ phải hiến mỗi người một mâm cỗ do chính tay vợ mình nấu nướng. Họ nghĩ rằng phen này anh chàng lấy vợ cốc sẽ phải bẻ mặt. Chính anh học trò nghèo cũng sợ vợ mình sẽ xấu hổ với bạn bè nên lo lắng vô cùng. Chàng chẳng việc gì phải bận tâm, cứ để em lo. Giờ chàng cứ đi học đi, đến giờ phải bưng cỗ đến nhà thầy, chàng về nhà sẽ có đầy đủ cỗ ngon cỗ khéo cho chàng đem đi thi. Món vợ tôi nấu là ngon nhất. Ấy, thế thì huynh chưa biết về tài nghệ của vợ tôi rồi. Vợ tôi nấu ăn ngon nhất vùng này. Cảm ơn các món ăn của các trò đã mang đến. Ta sẽ thử từng món và tìm ra ai là người nấu ngon nhất nha. Xem vợ cốc của công hoàng sẽ nấu ra món gì nhỉ? Chẳng lẽ là món canh côn trùng? Còn chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc chắn là không dám đến rồi. Thử nghĩ mà xem, một con cốc sao mà nấu ăn cho người được. Xin lỗi thầy, trò đến muộn ạ. Dạ, đây là canh cá lăng do vợ con đích thân nấu tặng thầy. Mời thầy thưởng thức ạ. Món canh cá lăng là món ngon nhất của bữa cỗ ngày hôm nay. Rất ngon, vị vừa thanh lại vừa đậm đà. Ta chưa từng ăn món canh nào ngon như vậy. Thật là tức chết. Sao món của cậu ta lại được thầy khen thế chứ? Mà chắc chắn không phải vợ cậu ta nấu. Tôi đoán cậu ta đã đi mua về biếu thầy. Dùng cách này cậu ta rất dễ gian lận. Lại đây, tôi có kế này. Đảm bảo cậu ta phải bẻ mặt vì cô vợ cốc luôn. Cách gì thế? Đám học trò thua cuộc tức lắm. Nhưng thua keo này, họ bày keo khác, quyết làm cho vợ chồng cốc phải xấu hổ mới thôi. Họ nghĩ rằng may áo là việc khó nhất. Cốc có thể nấu cơm được, chứ làm sao may áo được. Vì thế, họ xin với thầy cho các học trò đã có vợ, mỗi người may biếu thầy một cái áo. Áo nào thầy mặc vừa vặn, lại may khéo, thì người may áo sẽ được giải.
Tuy nhiên, không được may sẵn ở nhà mà phải may trực tiếp tại cuộc thi. Biết được Momo của đám học trò nghịch ngợm nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò, nên anh chồng Cốc vừa lo lại vừa buồn. Anh kể rõ sự tình với vợ. Bọn họ chẳng có mục đích gì tốt đẹp, ta sẽ xin rút lui khỏi cuộc thi. Em chỉ sợ anh ngượng thôi, chứ thiên hạ em không có sợ. Anh cứ yên tâm đèn sách học hành, đừng nên lo nghĩ gì cả. Em sẽ tự mình lo liệu. Đêm hôm ấy, trời mưa rất to, sấm sét đì đoàn. Vợ Cốc nói có việc phải ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, vợ Cốc dặn chồng sáng mai hãy đến cuộc thi trước và đợi cô ở đó. Chỉ riêng anh Đồ vẫn còn sốt ruột đợi vợ đến. Giờ này mày vẫn chưa thấy cô ấy đến, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Mà rõ ràng là vợ mình không hề may vá được. Có lẽ vì không muốn mình mất mặt mà cô ấy bỏ đi tìm cách. Trời ơi, mình đã làm cô ấy khổ rồi. Lẽ ra mình phải nói thẳng với bọn họ rằng nhà mình sẽ không tham gia may áo tặng thầy chứ. Này, vợ huynh đâu? Sao không thấy đến tham gia cuộc thi vậy? Làm sao mà Cốc có thể may vá được áo chứ? Huynh biết rõ điều này mà. Sao huynh không thừa nhận và xin rút lui từ đầu đi? Có phải đã phải bẻ mặt không? Sao chồng tôi lại phải bẻ mặt chứ? Xin chào thầy cô, chào mọi người. Tôi là vợ chàng Công Hoàng. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi xin được bắt đầu cuộc thi may vá áo ạ. Mà thật không thể tin được, cô gái xinh đẹp này sao có thể là vợ cậu ta được? Vợ cậu ta là một con cốc cơ mà. Để xem cô ta có biết may vá gì không. Xin lỗi vì thiếp khiến chàng phải đợi lâu. Nàng là vợ ta sao? Mà đúng là giọng nói của nàng rồi. Tại sao nàng có thể... Thiếp sẽ kể lại cho chàng nghe sau. Thiếp phải mau chóng may áo cho kịp, nếu không người ta sẽ cười chê chồng của thiếp mất. Cuộc thi đến hồi kết thúc, những chiếc áo đều được các cô vợ hoàn thành để tặng thầy. Nhưng khi thầy thử vào, cái thì rộng thùng thình, cái thì chật không thể mặc được, cái thì sộc sệt chỉ bông hết. Đến lượt thử chiếc áo của vợ chồng chàng Đồ, quả nhiên chiếc áo vừa như in, đường may hết sức tinh xảo. Thầy rất hài lòng và hết lời khen ngợi sự khéo léo của vợ chàng Đồ. Quả là cô gái khéo léo nhất mà ta từng gặp. Chiếc áo may đẹp không chê vào đâu được. Công Hoàng, con thật may mắn khi cưới được người vợ vừa đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang đến như vậy. Đám bạn học thấy vậy ghen tị lắm, nhưng họ không còn trò gì để chăm chọc hay chơi xấu anh Đồ nữa. Nàng kể mọi chuyện cho ta nghe đi. Rốt cuộc nàng là ai? Có phải là tiên nữ giáng trần không? Đúng vậy, thiếp vốn là tiên nữ trên thiên đình, nhưng vì phạm quy mà bị giáng xuống làm cốc trong thời hạn 3 năm. Hôm qua là hết hạn thiếp bị đày, đáng ra có thể về thiên đình, nhưng vì gặp được chàng, một người chồng yêu thương thiếp hết mực, thiếp làm sao rời xa chàng cho được. Thiếp đã xin với Ngọc Hoàng nguyện từ bỏ cõi tiên để làm một người trần, vĩnh viễn được ở bên cạnh chàng. Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã vì ta mà làm tất cả mọi chuyện. Kiếp này ta nguyện dùng cả cuộc đời của ta để khiến nàng thật hạnh phúc. Từ đó, hai vợ chồng Công Hoàng sống với nhau đầm thắm vui vẻ. Vợ sinh được nhiều con cái, chồng học thi đỗ cao làm nên chức lớn, sống một cuộc đời sung túc. Chòm sao bắt đẩu. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, tại một ngôi làng hẻo lánh, có một người mẹ quá nghèo và 7 đứa con thơ sinh sống. Ôi, nước mát quá mẹ ơi, mẹ dội thêm cho con nữa đi ạ. À. Con nữa ạ. À. Nào, không tranh nhau nữa các con, nhanh kẻo trời nổi gió, mưa đến nơi đây này. Mẹ ơi, con xong rồi, để con phụ mẹ dội nước cho các em. Con ngoan lắm. Mình ơi, mình ở thế giới bên kia, hãy phù hộ cho mẹ con tôi, phù hộ cho các con khôn lớn trưởng thành mình nhé. Tôi nguyện sẽ ở vậy thờ mình và nuôi con. Thời gian thấm thoát trôi đi, 7 cậu con trai lớn lên thành những chàng thanh niên tuấn tú. Cũng là lúc người mẹ luống tuổi già nua. Năm ấy mùa đông về lạnh cắt da cắt thịt.
Mẹ sao rồi các em? Mẹ vẫn lạnh lắm anh ơi. Có bao nhiêu củi chúng em đã đem đốt cả, mà người mẹ vẫn lạnh run ấy. Các em mau đốt thêm chỗ củi này nữa. Tuyết ngày càng dày, mỗi lúc càng lạnh. Để anh vào xem mẹ. Mẹ ơi, mẹ ráng chịu. Mấy hôm nay tuyết rơi dày quá. Con suối ở đầu làng mình, nước đã đóng thành băng rồi mẹ ạ. Ừ, mẹ lạnh quá. Để con đốt thêm củi nữa mẹ nhé. Cầu cho mưa tuyết chóng tan, mùa đông mau qua. Mẹ già yếu quá rồi, đốt bao nhiêu củi sưởi ấm mẹ cũng không hết lạnh. Không biết mẹ thế nào rồi, đêm sâu lạnh buốt thế này. Trời lạnh thế này mà mẹ đi đâu chứ? Mẹ không có trong nhà, vậy mẹ đi đâu vào làng giữa đêm thế này? Biết tìm mẹ ở đâu đây? Lạ quá, mẹ đi đâu cả đêm mới về? Mẹ có chuyện gì phải giấu hay sao? Lạnh như vậy, mẹ đi đâu thế này? Trời ơi, lẽ nào đêm nào mẹ cũng ra ngoài thế này? Suối đã đóng thành băng lạnh như vậy, mẹ vẫn băng qua. Mẹ có chuyện gì phải quan trọng lắm? Dạ, lạnh, lạnh ghê. Lạnh đến tận xương thế này. Mẹ ơi, trời ơi, lạnh thế này mà bà vẫn đến sao? Tôi đã dặn bà không được sang nữa cơ mà. Tôi phải sang chứ, sao để ông một mình được? Trời lạnh thấu thế này, lỡ ông có đau yếu gì, tôi lo lắm. Đây là bác Gia Kỳ làm giày rơm quá vợ, sống một mình đã mấy chục năm nay. Sao mẹ không nói với tụi con mà phải giấu chứ? Thì ra mẹ lạnh vì mẹ cô đơn, bao nhiêu năm nay rồi, mẹ đã hy sinh vì chúng con. Người con cả vội trở về nhà, kể cho các em nghe về tâm tư của mẹ. Trong đêm hôm đó, bất chấp giá lạnh thấu xương, bảy anh em đã hì hục vác những phiến đá lớn, nhỏ, để làm cây cầu nối cho con suối người mẹ từng qua. Ôi, ai đã bắt nhịp cầu đá này qua suối? Thật phúc đức quá! Cầu trời hãy phù hộ cho những người đã đem đá bắt cầu này. Sau khi chết đi, sẽ trở thành một ngôi sao sáng, còn soi tỏ mãi trên trời đêm. Bà lão không biết rằng, nhịp cầu đá kia chính các con của bà đã bắt qua suối. Về sau, được sự ủng hộ hết lòng của các con, bà và ông lão Gia Kỳ đã cùng sống những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp bên những người con hiếu thảo. Họ sống êm đềm bên nhau thật lâu. Rồi khi không còn trên nhân gian nữa, bảy người con hiếu thảo ấy đã biến thành bảy ngôi sao, như những bậc đá nối tiếp nhau sáng lóng lánh trong đêm. Đó chính là chòm sao Bắc Đẩu mà chúng ta thấy trên bầu trời cho đến tận ngày nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!